Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc đại hội. Tham dự phiên bế mạc có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của chương trình đề ra. Đại hội đã phát huy dân chủ, bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, gồm 168 ủy viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn để gánh vác trọng trách do Đảng, công nhân, viên chức, lao động giao phó. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, bầu 28 đồng chí tham gia đoàn chủ tịch, bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13. Đại hội khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn, nỗ lực rèn luyện, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội, chủ nghĩa. Ngày 2 tháng 12 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo nhìn lại 10 năm quan hệ đối tác toàn diện và triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện, Việt Nam-Hoa Kỳ đã chứng kiến nhiều bước tiến quan trọng trên các lĩnh vực. Về chính trị ngoại giao, nhiều chuyến thăm cấp cao đã được thực hiện. Mỗi chuyến thăm đều đánh dấu những bước tiến mới, mở ra những giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước. Về kinh tế thương mại, kim ngạch song phương năm 2022 đạt 123 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 270 lần so với năm 1995 và trên 61 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2023. Về quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng, hai nước tiếp tục thực hiện đối thoại an ninh quốc phòng cấp thứ trưởng và đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, hai nước phối hợp ngày một chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như trong xử lý nhiều vấn đề toàn cầu khác. Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định, sự kiện là dịp để nhìn lại quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian qua, những hạn chế và khó khăn cũng như bài học kinh nghiệm, những thành tựu đạt được và những nhân tố, những trụ cột thúc đẩy mối quan hệ hai nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm nòng cốt. Thưa quý vị, nhằm tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng của năm, tạo sân chơi cho các phóng viên ảnh, khích lệ những cải tiến sáng tạo, những góc nhìn mới mẻ về ảnh báo chí, giải thưởng Khoảnh khắc báo chí do báo Nhà báo và Công luận phát động đã thực sự trở thành điểm hẹn tụ hội, sân chơi quen thuộc và được đón đợi của các tay máy trong cả nước với những tác phẩm ảnh báo chí ngày càng thể hiện được tinh thần dấn thân và nhân văn. Giải thưởng ảnh Khoảnh khắc báo chí được tổ chức lần đầu tiên trong khuôn khổ Gala báo chí 2019. 5 năm là một chặng đường không dài nhưng đủ khẳng định sức lan tỏa của giải thưởng. Đây đã thực sự trở thành điểm hẹn hội tụ, sân chơi được đón đợi của các phóng viên, nhà báo, các tay máy chuyên và không chuyên trong cả nước. Giải ảnh Khoảnh khắc báo chí do báo Nhà báo Công luận tổ chức năm nay đã tròn 5 năm và chúng tôi không khỏi tự hào bởi giữa rất nhiều cuộc thi về ảnh, Khoảnh khắc báo chí luôn được đón đợi nồng nhiệt từ các đồng nghiệp, những người yêu ảnh trong cả nước. Giải ảnh của báo Nhà báo Công luận trong thời gian qua đã góp phần vinh danh những tác giả cùng những thành quả lao động miệt mài không ngừng nghỉ của những người làm báo, dấn thân và trách nhiệm. Đằng sau mỗi bức ảnh là mỗi câu chuyện được kể lại bằng hình ảnh, phản ánh được sinh động những sự kiện nóng hổi thời sự được dư luận đặc biệt quan tâm. Sự trải nghiệm, tinh thần dấn thân vì nghề đã đem đến cho cuộc thi những khoảnh khắc ấn tượng, chất lượng. Có những cái ảnh đơn rất là tốt mà tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều hết sức quan trọng. Những khoảnh khắc sống động tại kênh báo chí mạnh mẽ tăng lên, đó là điều đáng mừng. Điều đáng mừng thứ hai là sự tham gia các tay máy chuyên nghiệp phải gắn nhiều hơn, cho thấy rằng cái giải các báo chí thực sự là một cái giải uy tín, là một sân chơi chuyên nghiệp thực sự, phát hiện những cái tay máy mới nổi, đồng thời là ghi nhận sự thành công của tay máy đã có tên tuổi rồi. Cuộc thi một khoảnh khắc báo chí đó là một cái cuộc sân chơi của anh em phóng viên ảnh trong cả nước. Người phóng viên ảnh thường họ phải
là người trực tiếp tham gia vào các cái sự kiện, tham gia vào các cái vấn đề nóng của xã hội. Chính vì thế cho nên là khi cái sản phẩm mà anh em làm ra được đăng tải trên các cái báo sẽ mang lại một cái hình ảnh cực kỳ chân thật. Qua 5 năm tổ chức, giải thưởng ảnh Khoảnh khắc báo chí đã góp phần phản ánh đa dạng mọi lát cắt trong mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Giải thưởng cũng là nơi những khoảnh khắc báo chí ấn tượng cùng những phóng viên ảnh xuất sắc trong năm được tôn vinh.